Kính chào quý phụ huynh và kem học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và kem sẽ cùng nhau chữa quyển Chinh phục nâng cao tiếng Việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn kem thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 28 Đất nước ngàn năm. Phần A, kiến thức trọng tâm. Với tuần số 28 này thì chúng ta sẽ thực hiện các bài tập với hai kiến thức trọng tâm. Thứ nhất, đó là phân biệt chữ chờ hoặc chờ, vần ước hoặc vần ướt. Thứ hai, đó là từ có nghĩa giống nhau, biện pháp so sánh. Dựa vào phần kiến thức trọng tâm này thì cô và kem sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Với phần B bài tập của tuần số 28 thì chúng ta sẽ có tất cả 16 câu hỏi. Từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu 5 đến câu 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu 16 thuộc mức 3. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn kem thực hiện các câu hỏi của mức 1 từ câu 1 đến câu 4. Câu 1. Những từ viết sai chính tả trong câu văn "Trong vườn, những chùm khế sai trĩu quả" là: Đáp án A. Trong, trĩu. Đáp án B. Chùm, trĩu. Đáp án C. Trong, chùm. Và đáp án D. Chùm, sai. Với câu hỏi số 1 thì kem sẽ quan sát và thấy rằng với câu văn ở đề bài thì sẽ có hai từ viết sai chính tả. Từ thứ nhất là từ trong. Với từ này thì chúng ta sẽ không viết bắt đầu bằng chữ chờ mà sẽ viết bắt đầu bằng chữ chờ. Từ thứ hai là từ chùm. Từ này chúng ta sẽ không viết bắt đầu bằng chữ chờ mà sẽ viết bắt đầu bằng chữ chờ. Như vậy đáp án đúng của chúng ta trong câu số 1 là đáp án C. Những từ viết sai chính tả trong câu văn đó là từ trong và từ chùm. Câu 2. Kiểu so sánh trong câu "Ngôi sao kia lập lòe như con đom đóm" là: Đáp án A. So sánh sự vật với sự vật. Đáp án B. So sánh hoạt động với hoạt động. Đáp án C. So sánh con vật với con vật. Và đáp án D. So sánh âm thanh với âm thanh. Với câu hỏi số 2, các em sẽ quan sát trong câu văn "Ngôi sao kia lập lòe như con đom đóm". Câu này thì ngôi sao kia sẽ được so sánh với con đom đóm qua đặc điểm so sánh là lập lòe và từ so sánh là từ như. Vậy thì kem sẽ thấy rằng ngôi sao kia và con đom đóm đều là sự vật. Vậy đây là kiểu so sánh sự vật với sự vật. Kem sẽ chọn đáp án A trong câu 2. Câu 3. Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ có nghĩa giống nhau? Đáp án A. Trơ trọi, đơn côi, trơ vơ. Đáp án B. Sáng sủa, tăm tối, tối tăm. Đáp án C. Xa tít, xa xôi, tít mắt. Và đáp án D. Xinh xắn, đẹp đẽ, xấu xí. Với câu số 3, ở đáp án A, các từ trơ trọi, đơn côi và trơ vơ đều có nghĩa giống nhau. Trong đáp án B, từ tăm tối và tối tăm có nghĩa giống nhau, nhưng từ sáng sủa thì có nghĩa không giống với hai từ còn lại. Trong đáp án C, từ xa tít và xa xôi có nghĩa giống nhau, tuy nhiên từ tít mắt thì có nghĩa không giống với từ còn lại. Còn ở đáp án D, từ xinh xắn và từ đẹp đẽ có nghĩa giống nhau, nhưng từ xấu xí thì có nghĩa không giống với hai từ còn lại. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án A trong câu 3. Đây là đáp án chỉ gồm các từ ngữ có nghĩa giống nhau. Câu 4. Dòng nào chỉ chứa từ có vần ước hoặc ướt là từ chỉ đặc điểm? Đáp án A. Thướt tha, non nước, ước mơ. Đáp án B. Xanh mướt, là lượt, xước. Đáp án C. Lướt sóng, lượt thượt, ước mong. Và đáp án D. Trượt băng, rượt bắt, bước. Với câu số 4 thì các em sẽ thấy ở trong đáp án A, từ thướt tha là từ chỉ đặc điểm. Tuy nhiên từ non nước và ước mơ là từ chỉ sự vật, không phải từ chỉ đặc điểm. Đáp án B, các từ xanh mướt, là lượt và xước đều là từ chỉ đặc điểm. Đáp án C, từ lượt thượt là từ chỉ đặc điểm, còn lại từ lướt sóng và ước mong là từ chỉ hoạt động. Còn trong đáp án D, các từ trượt băng, rượt bắt và bước thì đều là từ chỉ hoạt động chứ không phải từ chỉ đặc điểm. Vậy trong 4 đáp án thì các em sẽ thấy rằng chỉ có đáp án B thì sẽ chỉ chứa từ có vần ước hoặc ướt là từ chỉ đặc điểm. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 5. Câu văn nào có cùng kiểu so sánh với câu "Mây trắng như bông"? Đáp án A. Tiếng mưa rơi như tiếng thác dội.
Đáp án B, tiếng sáo lảnh lót như tiếng chim. Đáp án C, tóc mẹ dài như thác nước. Và đáp án D, tàu dừa đung đưa như vẫy tay. Với câu hỏi số 5 thì Kem sẽ quan sát câu văn ở đề bài mây trắng như bông. Trong câu này thì mây được so sánh với bông qua đặc điểm so sánh là trắng và từ so sánh là từ như. Trong đó thì cả mây và bông đều là từ chỉ sự vật. Vậy đối chiếu với ở phía bên dưới, trong đáp án A, tiếng mưa rơi như tiếng thác dội. Trong câu này thì tiếng mưa rơi được so sánh với tiếng thác dội qua từ so sánh là từ như. Vậy thì tiếng mưa rơi và tiếng thác dội đều là âm thanh và đây là kiểu so sánh âm thanh với âm thanh. Trong đáp án B, tiếng sáo lảnh lót như tiếng chim. Trong câu này thì tiếng sáo được so sánh với tiếng chim qua đặc điểm so sánh là lảnh lót và từ so sánh là từ như. Trong đó thì cả tiếng sáo và tiếng chim đều là âm thanh. Như vậy đây cũng là kiểu so sánh âm thanh với âm thanh. Trong đáp án C, tóc mẹ dài như thác nước. Trong câu này thì tóc mẹ được so sánh với thác nước qua đặc điểm so sánh là dài và từ so sánh là như. Đây là kiểu so sánh sự vật với sự vật. Còn đáp án D, tàu dừa đung đưa như vẫy tay. Trong câu này thì hoạt động của tàu dừa là đung đưa được so sánh với vẫy tay qua từ so sánh là từ như. Vậy đây là kiểu so sánh hoạt động với hoạt động. Vậy trong bốn đáp án này thì câu văn có cùng kiểu so sánh với câu mây trắng như bông, kiểu so sánh sự vật với sự vật, đó là đáp án C, tóc mẹ dài như thác nước, cũng là một kiểu so sánh sự vật với sự vật. Vậy các em sẽ khoanh tròn và chọn đáp án C trong câu 5. Câu 6. Từ ngữ thích hợp để điền vào bông hoa trong câu văn dưới đây là: khi đảo ngược từ chấm chấm chấm, ta được một từ mới có nghĩa giống với từ ban đầu. Đáp án A, xanh xao. Đáp án B, suy nghĩ. Đáp án C, mất mát. Và đáp án D, thích ý. Với câu số 6, các em sẽ tìm một từ mà khi đảo ngược từ đó, ta sẽ được một từ mới có nghĩa giống với từ ban đầu. Từ xanh xao, nếu đảo ngược là từ sao xanh thì sẽ không có ý nghĩa. Từ suy nghĩ, nếu đảo ngược thì sẽ có từ nghĩ suy và nghĩa giống với từ suy nghĩ. Từ mất mát, nếu đảo ngược thì sẽ có từ mát mất thì sẽ không giống nghĩa với từ ban đầu. Còn từ thích ý, nếu đổi ngược sẽ thành từ ý thích thì cũng không giống ý nghĩa với từ ban đầu. Vậy thì trong bốn đáp án này các em sẽ thấy có đáp án B thì khi đảo ngược sẽ có một từ mới có nghĩa giống với từ ban đầu và phù hợp để điền vào bông hoa ở trong chỗ trống. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 6. Câu 7. Câu văn chứa từ ngữ có nghĩa giống với từ cậu là: đáp án A, cậu là em trai của mẹ. Đáp án B, cậu là người bạn thân của tớ. Đáp án C, cậu là người em yêu quý nhất. Và đáp án D, cậu là người nhỏ nhất ở đây. Với câu số 7 thì chúng ta sẽ quan sát có từ cậu trong trường hợp này sẽ sử dụng với nghĩa đó là em trai của anh hoặc mẹ. Vậy thì trong bốn đáp án sẽ có đáp án A trong câu 7, cậu là em trai của mẹ thì sẽ có nghĩa giống với từ cậu ở phần đề bài yêu cầu. Vậy các em sẽ chọn đáp án A trong câu 7. Câu 8. Từ ngữ nào dưới đây có thể thay thế cho từ in đậm trong câu quê hương tôi là một vùng quê yên bình mà nghĩa của câu không đổi? Trong đó in đậm từ vùng quê. Đáp án A, vùng núi, vùng biển. Đáp án B, làng quê, miền quê. Đáp án C, quê cha, quê mẹ. Và đáp án D, đất nước, quốc gia. Với câu hỏi số 8 thì các em thấy ở phía bên dưới trong bốn đáp án này sẽ có những từ ngữ có nghĩa giống với từ vùng quê có thể thay thế cho từ này ở trong câu mà nghĩa của câu không đổi, đó là từ làng quê, miền quê. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 8. Câu 9. Câu văn nào dưới đây chứa ba từ ngữ có nghĩa giống nhau? Đáp án A, người dân Việt Nam chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Đáp án B, dòng sông quê em trong xanh màu ngọc bích. Đáp án C, cánh đồng lúa quê em rộng mênh mông. Và đáp án D, hoa phượng vĩ nở đỏ rực như ngọn lửa.
Với câu hỏi số 9 thì trong 4 đáp án này, các em sẽ thấy có đáp án A thì sẽ chứa 3 từ ngữ có nghĩa giống nhau. Đó là từ chăm chỉ, cần cù và chịu khó, đều nói về một phẩm chất của con người, về sự chăm chỉ chịu khó. Vậy các em sẽ chọn đáp án A trong câu số 9. Câu 10. Các từ ngữ sau sắp xếp thành một câu văn có hình ảnh so sánh là dòng sông, như, uốn lượn, giải lụa, mềm mại, dấu chấm. 1. Đáp án A. Giải lụa uốn lượn, mềm mại như dòng sông. Đáp án B. Dòng sông mềm mại như một giải lụa đào. Đáp án C. Dòng sông uốn lượn như một giải lụa mềm mại. Và đáp án D. Dòng sông như uốn lượn, mềm mại như giải lụa. Với câu số 10 thì dựa vào những từ cho trước, chúng ta sẽ sắp xếp thành câu như sau. Từ dòng sông sẽ ở vị trí số 1, từ uốn lượn ở vị trí số 2, từ như ở vị trí số 3, từ một ở vị trí số 4, từ giải lụa ở vị trí số 5, từ mềm mại ở vị trí số 6 và dấu chấm ở vị trí số 7. Sau khi sắp xếp xong thì chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh, đó là dòng sông uốn lượn như một giải lụa mềm mại. Chấm. Vậy đáp án đúng của chúng ta trong câu số 10 là đáp án C. Câu 11. Trong đoạn văn sau có mấy từ so sánh? Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Những tia nắng màu vàng giống những chú bé tinh nghịch nhảy múa trên đầu ngọn sóng. Mặt biển lúc này trong xanh như một tấm gương màu ngọc thạch. Đoạn văn trích trong bài Cảnh biển của tác giả Linh Anh. Với câu 11 thì các em sẽ quan sát. Trong đoạn văn này sẽ có những hình ảnh so sánh. Đó là mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Trong đó mặt trời được so sánh với quả cầu lửa khổng lồ qua từ so sánh là từ như. Câu số 2 đó là câu những tia nắng màu vàng giống những chú bé tinh nghịch nhảy múa trên đầu sóng. Trong câu này thì những tia nắng được so sánh với những chú bé tinh nghịch qua từ so sánh là từ giống. Câu thứ 3 là câu mặt biển lúc này trong xanh như một tấm gương màu ngọc thạch. Trong đó mặt biển được so sánh với một tấm gương màu ngọc thạch qua từ so sánh là từ như. Vậy thì trong đoạn văn này chúng ta thấy sẽ có tất cả là 3 từ so sánh. Vậy các em sẽ chọn đáp án C trong câu 11. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang thực hiện các câu hỏi của mức 3, từ câu 12 đến câu 16. Câu 12, chọn từ ngữ thích hợp cho các chỗ trống để hoàn thành hai câu văn sau. Đáp án ý A, cánh đồng lúa trông như một tấm thảm vàng, chấm chấm chấm. Đáp án A, tí hon. Đáp án B, khổng lồ. Đáp án C, vàng suộm. Và đáp án D, xanh ngát. Với ý A, thì một cánh đồng lúa như một tấm thảm vàng thì chúng ta sẽ không thể thêm từ tí hon hoặc xanh ngát vào thì sẽ không phù hợp với đặc điểm của cánh đồng lúa này. Còn từ vàng suộm nếu thêm vào thì sẽ bị lặp từ. Chúng ta sẽ không dùng là cánh đồng lúa trông như một tấm thảm vàng vàng suộm, mà các em sẽ chọn đáp án D là từ khổng lồ thì sẽ phù hợp với câu này. Cánh đồng lúa trông như một tấm thảm vàng khổng lồ. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu hỏi ý A của câu 12. Ý B, những lũy tre mọc chấm 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 nhau như bức tường vững chắc. Đáp án A, cách xa. Đáp án B, thưa thớt. Đáp án C, nghiêng ngả. Và đáp án D, san sát. Với ý B này thì chúng ta sẽ chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Đó là từ san sát thì sẽ nói về mức độ là mọc một cách dày đặc và gần nhau giống như một bức tường vững chắc. Câu 13. Từ in đậm trong hai câu văn sau có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao? Câu 1. Ngôi nhà nhỏ bé của tôi nép mình sau rặng tre xanh mướt, trong đó in đậm từ nhỏ bé. Và câu 2. Mẹ dặn tôi không được nhỏ nhen với người khác, trong đó in đậm từ nhỏ nhen. Đáp án A. Không thể thay thế cho nhau vì chúng có nghĩa khác nhau. Đáp án B. Có thể thay thế cho nhau vì chúng có nghĩa giống nhau. Đáp án C, vì từ nhỏ bé thường chỉ kích thước, từ nhỏ nhen chỉ tính nết con người. Và đáp án D, cả A và C đều đúng. Với câu hỏi số 13 thì các em sẽ quan sát hai từ in đậm là từ nhỏ bé và từ nhỏ nhen.
Hai từ này thì từ nhỏ bé sẽ nói về kích thước và nói về một sự vật nhỏ, còn nhỏ nhen thì sẽ nói về tính cách, tính nết, là hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. Như vậy thì hai từ này sẽ không thể thay thế cho nhau được vì chúng có nghĩa khác nhau. Đó là từ nhỏ bé thì nói về kích thước, còn từ nhỏ nhen thì chỉ tính nết con người. Mà ở hai câu này thì cũng đang nói về hai ý khác nhau. Câu số 1 nói về kích thước của ngôi nhà, cho nên không thể dùng từ chỉ tính cách, tính nết. Còn ở câu số 2 thì nói về tính cách, tính nết thì sẽ không thể dùng từ chỉ kích thước được. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu số 13, đó là cả ý A và ý C đều đúng. Câu 14. Câu văn nào có hình ảnh so sánh phù hợp với bức tranh sau? Các em sẽ so sánh, quan sát hình ảnh ở phía bên tay trái vừa bài tập. Đáp án A, ngọn núi như ngọn giáo đâm thủng cánh rừng. Đáp án B, ngọn núi đen sừng sững như một người khổng lồ. Đáp án C, đám mây trắng như dải lụa quấn quanh cánh đồng. Và đáp án D, mây trắng như chiếc khăn mỏng quấn quanh đỉnh núi. Với câu số 14 này thì các em sẽ quan sát một hình ảnh phía bên tay trái của bài tập. Trong đó thì có những đám mây trắng đang quấn quanh đỉnh núi như một chiếc khăn mỏng. Vậy các em sẽ chọn hình ảnh so sánh phù hợp ở đáp án D, đó là mây trắng như chiếc khăn mỏng quấn quanh đỉnh núi, là câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh phù hợp với bức tranh. Câu 15. Nhận xét nào dưới đây đúng với hai câu văn sau? Câu văn số 1, rừng cây rất im lặng. Câu văn số 2, rừng cây tĩnh lặng như đang trong giấc ngủ say. Đáp án A, hai câu văn cùng miêu tả rừng cây đang ngủ. Đáp án B, hai câu văn cùng miêu tả rừng cây rất im lặng. Đáp án C, câu 1 tả rừng cây im lặng, câu 2 tả rừng cây đang ngủ. Đáp án D, câu 2 tả rừng cây im lặng, câu 1 tả rừng cây đang ngủ. Với câu 15 thì các em sẽ quan sát hai câu văn này. Hai câu văn này sẽ có đặc điểm chung, đó là cùng miêu tả rừng cây rất im lặng. Tuy nhiên, chỉ có một điểm khác giữa hai câu này, đó là một câu thì không sử dụng hình ảnh so sánh, còn một câu thì có sử dụng hình ảnh so sánh, đó là so sánh rừng cây với trong giấc ngủ say. Vậy các em sẽ chọn đáp án B là nhận xét đúng với hai câu văn, đó là hai câu văn cùng miêu tả rừng cây rất im lặng. Câu 16. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ có nghĩa giống với các từ in đậm trong đoạn văn sau và có thể thay thế được cho các từ in đậm đó? Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng, vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ dày thấy thế, liền chế giễu kiến phải làm chi cho cực, trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi, vui chơi. Đoạn văn trích trong truyện Ngụ Ngôn, lo trước, chắc ăn. Đáp án A, số 1 lượm, số 2 tích trữ, số 3 đồ ăn, số 4 mệt. Đáp án B, số 1 gom, số 2 dự tính, số 3 thực phẩm, số 4 mệt. Đáp án C, số 1 hái, số 2 tích trữ, số 3 thức ăn, số 4 nhọc. Và đáp án D, số 1 kiếm, số 2 dự trù, số 3 thức uống, số 4 khổ. Với câu 16 thì các em sẽ có thể thay thế các từ in đậm bằng các từ có nghĩa giống với các từ này để được một đoạn văn vẫn có nghĩa như sau. Ở số 1 với từ nhặt thì các em có thể thay thế bằng một từ có nghĩa giống với từ nhặt là từ lượm. Với từ in đậm thứ 2 là dự trữ thì chúng ta có thể thay thế một từ có nghĩa giống với từ dự trữ là từ tích trữ. Với từ lương thực thì các em có thể thay thế bằng một từ có nghĩa giống với từ lương thực là từ thực phẩm. Và cuối cùng với từ cực thì các em có thể thay thế bằng một từ có nghĩa tương đồng, đó là từ mệt. Vậy thì trong các đáp án của câu 16, đáp án gồm các từ có nghĩa giống với các từ in đậm trong đoạn văn và có thể thay thế được cho các từ này, đó là ở đáp án A, từ lượm, tích trữ, đồ ăn và mệt. Các em sẽ khoanh tròn và chọn đáp án A trong câu 16. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 28, Đất nước ngàn năm. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao tiếng Việt lớp 3, kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.